Lâm Thái xin kính chào quý vị. Hôm nay là món thịt ướp gà nè. Thịt ướp gà là chicken breast, mình đi siêu thị Mỹ mình mua nè. Cái chicken breast, cái dĩa này là có 9 đồng 91 cent nè. Đó, 1 đồng 99 cent 1 pound. Thấy chưa? Đó, mình mua về. Đó, mình bây giờ mình đó mình cái này rửa sạch. Thái rửa thịt gà Thái hay cho một chút xíu giấm trắng. Giấm trắng rửa. Có người thì cho chút muối, có người thì không cho gì hết. Bây giờ mình ráo nước này, mình sắc ra từng sợi. Thịt gà này rất là ngon. Bây giờ mình cho đồ gia vị vào úp. Đây là tỏi tươi nè, mình rửa sạch rồi, mình cho vào máy xay, xay dưỡng ra. Đây là tỏi đây, mình cho vào đây. Đây là bột ướt nè, mình mua về. Cho thích thì nếu mà quý ăn chút cay cay thì cho, không nếu mà không ăn cay đừng có cho. Bột ướt nè, đây là bột tỏi nè, một muỗng cà phê bột tỏi nè, một chút xíu tiêu trắng nè, mong chuẩn. Là một muỗng canh xì dầu. Đó. Mình ướp khoảng nửa tiếng cho đến một tiếng. Sau đó mình mới lăn vào bột chiên. Hai muỗng cà phê bột nêm gà nè. Một muỗng cà phê đường. 1/3 muỗng muối. Cho chút xíu muối rồi. Bây giờ Thái làm cái sốt để chấm với thịt gà chân giò này. Thái cho đây là nước khóm này. Đó. Nước khóm này. Đó, đây là hai muỗng cà phê, hai muỗng canh đường này. Một muỗng canh mật ong này. Một muỗng canh xì dầu này. Đó, 4 muỗng canh ketchup nè. Thái cho một chút xíu bột ướt á. Nếu mà ăn được cay thì cho, không ăn cay thì đừng cho, mình cũng được. 1 muỗng canh dầu hào. Cho chút dầu đây. Cho chút tỏi tươi xay á. Dần dần chút đổ tới cái sốt này. Cái sốt này á, có một số người á thì cho chút chút nước, là Thái là không cho nước. Thái thích cái Thái cho nước khóm. Nấu sôi lên. Đó, mình nấu sôi lên thôi. Nó sôi rồi đó, được rồi. Mình đổ ra. Cái nước khóm này đó là 6 ounce, là 100% nó
đó là pineapple chut 100% là chut luôn á. Mình đi siêu thị Mỹ mua á là nó có này này, siêu thị Mỹ nào cũng có hết á, nước loại nước khóm này đó, rất là thơm ngon. Có một số người cho chút nước để thái là không cho nước, là một lon vô đẩy vô rồi được rồi. Đây là 10 ao bột mì nè, 6 ao bột bắp nè, đây là một muỗng canh nè, bột tỏi nè, đây là một muỗng cà phê bột nổi nè. Mình chuẩn đều vô. Có người thì cho chút muối, hầu hết mình trong làm nhà hàng á thì nó không cho muối. Mình chuẩn đều. Sau đó mình múc chút xíu ra đây, một chút xíu thôi, đó múc chút xíu ra đây. Đây là một quả trứng nè. Mình cho chút nước. Đó, cái thịt gà mình ốp tiếng đồng hồ này. Đó, sau đó cái thịt gà đó nó đơn giản lắm, mình nhúng vào đây. Rồi mình nhúng vào cái bột này. Vào bột này mình để đây khoảng 4-5 phút mới chiên, hoặc 3 phút. Cái đó nếu mà chiên á bây giờ thì cái bột nó răng ra dầu rất là nhiều, nên tùy thiết à. Mình nhúng vào đây. Có người thì nhúng vào là vậy, có người không nhúng, nhúng thẳng vào đây luôn. Thái thì như vậy, nhúng vào đây, bột ướt rồi với bột khô á thì nó bám bột nhiều hơn. Thì đó mình để đây. Để đây á, cái bột nó sẽ thấm vào cái bột khô sẽ thấm vào cái bột ướt, thì chút xíu mình chiên á, cái bột nó không có răng ra nhiều lắm. Là tùy thích à. Thì có nhiều một quy đổ bột vào đây. Thì đổ bột vào đây. Cái bột ướt. Đổ vào đây. Sau đó đó, mình quay tay làm nó nhẹ nó nhanh hơn đó, thấy chưa? Đổ vào đây. Để đây 3-4 phút mới chiên. Cái dầu á thì mở medium thôi, khoảng 340 độ thôi. Ở bên mình từ từ thả xuống. Khi mình cái thịt gà mình lăn bột này khoảng để khoảng 2-3 phút á, thì cái bột của nó không có giăng da, nó không có bung da. Nếu mà mình vừa lăn bột vừa thảy xuống á thì cái bụng nó văng ra cái dầu nó sẽ đó. Bây giờ mình phải nó 2 phút thôi cũng được rồi đó, cái bụng nó thấy chưa, thấy là thiết vậy. Đó, mình chưng khoảng 5 phút rồi coi đó, mình chưng 5 phút rồi nó giòn lên mình múc ra. Chưng nữa hả, rất là đẹp, cái nhìn vô rất là hấp dẫn. Thì nếu mà quý vị muốn giòn nữa đó là quý vị bước lên, sau đó chiên lại thêm một lần nữa, bắt cái dầu độ nóng là 360 độ nóng, chiên khoảng 2-3 phút thôi, nó rất là giòn. Thấy chưa, cái món này là rất là ngon, Thái rất là thích cái món này. Đó, nhìn vô rất là hấp dẫn đó, thấy chưa. Chiên lên. Nếu mà quý vị thích ăn cay á thì cho ớt, bột ớt á, nhiều chút. Không thích ăn cay á thì đừng cho. Vậy thôi, đơn giản dễ làm. Thấy không? Đây là cái nước sốt đó. Hồi nãy mình làm này. Bỏ vào đây. Thấy chưa, nhìn vô rất là đẹp hấp dẫn. Đây là món thịt ức gà chiên giòn
Thế là món thịt ướp gà chân nhỏ rất là đơn giản, dễ làm, ngon lắm. Nè, rất là giòn. Đó, thấy giờ nhìn nó ngon lắm. Cái son này mình làm trước. Đó, không cần làm gì hết. Đó, bây mình chấm vào đây ăn. Đó, bây giờ mình chấm vào cái son này ăn nè. Đây là món thịt ướp gà chân giòn. Lâm Thái xin cảm ơn quý vị theo dõi chương trình Điểm Tâm Cooking của Lâm Thái. Nếu quý vị thích cái món này, xin vui lòng bấm kêu hoặc đăng ký và share cho món này cho mọi người, ai cũng biết làm. Đơn giản dễ làm, không cần bí quyết, ai cũng làm được. Lâm Thái xin cảm ơn quý vị theo dõi chương trình Điểm Tâm Cooking của Lâm Thái. Xin hẹn quý vị vào món kỳ tới. Bye bye.